Xin chào cả nhà. Tối nay Lan chuẩn bị làm món sườn heo Lan xào với tàu xì nha bà con. Tàu xì là cái loại tương đen như gì nè của người Hoa đó. Nãy Lan mới rửa nó xong rồi chút xíu Lan đi xay chung với tỏi ớt. Còn hủ qua thì Lan xào chung với thịt với củ hành. Mời bà con vào bếp với Lan nha. Này làm cơm tối. Mời cả nhà vào bếp. Bây giờ Lan đi xay cái tàu xì với tỏi ớt đặng Lan ốp nha bà con. Lan đi xay Lan để thịt vô. Đang để một muỗng bột ngọt nhỏ nha bà con, ít thôi. Nếu bà con nào không ăn bột ngọt thì cũng không sao, khỏi để. Chút đường, muỗng đường lưng thôi, tùy theo bà con làm nhiều hay làm ít nha. Con để 2 muỗng nước tương. Rồi bây giờ bắt đầu lăn ớt, rồi mình để đây cho nó thấm đi nha. Xong rồi đó bà con, Lan để đây chừng nửa tiếng sau đi Lan mới đi xào. Lan bắt chảo lên, giờ Lan chế vô một chút xíu cái dầu ăn nha bà con. Dầu nóng Lan để vô Lan xào. Thơm bát ngát bà con, thơm ngon lắm. Mình xào cho nó thấm cái thịt vô rồi mình mới để nước vô nha. Mình xào cho nó thấm cái thịt. Thơm ngon quá. Rồi bây giờ Lan tráng cái phao lên để miếng nước vô nha bà con. Rồi bây giờ bắt đầu mình nấu cho nó cạn lại. Bây giờ Lan dời nó qua cái bếp nhỏ Lan nấu riu riu nha. Lan dời nó qua đây, Lan bắt chảo lên Lan xào hủ qua nha. Bây giờ để miếng dầu ăn vô, Lan để tỏi vô. Cái thịt heo này nó không có ốp nha bà con, Lan để Lan xào luôn. Cái chảo này nó mỏng quá, nó nóng dữ lắm bà con. Để vô một miếng dầu hào các bạn, có tờ sốt đó, có một miếng canh tại gì đó. Để chút xíu bột ngọt vô, chút xíu đường. Rồi bây giờ Lan để hủ qua vô. Lan để chút miếng nước lạnh vô bà con. Bây giờ Lan để củ hành vô. Cái này cũng tùy theo ý thích nha bà con. Nhầm người thì ăn hủ qua vừa chín tới,
rồi nhầm người thì người ta đòi ăn chín quá, trong nhà mình và ông xã mình đòi ăn chín, còn mình với con mình đòi thì thức ăn vừa chín tới thôi. Có hai người đây cũng khác với nhau rồi đó, nên bởi vì mấy người làm nhà hàng tội nghiệp người ta cả trăm người lại ăn một ngày, cho nên nhiều khi Lan đi ăn Lan cũng ít chê lắm. Rồi bây giờ xong rồi nha bà con, cái Lan nhắc nó ra. Rồi, cái này nó gần xong rồi nha bà con. Rồi bây giờ bắt đầu Lan để củ hành vô, bữa đã xong. Rồi ngon quá. Rồi xong rồi đó bà con. Lan thì niêm, củ Lan thì ăn vậy là vừa đó đó. Thì có gì bà con đi, thí dụ nữa mình có mặn lạc gì thì mình niêm thêm vô vậy đó. Nó Lan thì ăn vậy là vừa. Xin chào cả nhà, tối nay Lan đã làm xong hai món, một là hủ qua xào thịt, hai là sườn xào tàu xì nha bà con. Ăn cơm tối rất là ngon đây, Lan đã làm xong rồi. Mời cả nhà chút xíu nữa ăn cơm với hai chồng Lan nha. Mời cả nhà, mời cả nhà ăn cơm tối với hai chồng Lan nha. Bữa nay là sườn xào tàu xì với hủ qua xào thịt, mời bà con ăn. Mời cả nhà ăn cơm. Lan thì ăn ít cơm thôi, không tới nửa chén, ăn thịt nhiều. Ăn thịt nhiều lên ký lô. Mời cả nhà ăn cơm. Đó tào lao mà. Tuần này Lan xuống được 1 kg nữa là còn khoảng 70 kg rồi bà con. Ngon quá. Tào xì. Rồi, tào xì. Có mấy cục gân không? Mời bà con ăn sườn tàu xào tàu xì. Cái này là món của người Hoa nha. Ngon quá. Cái nước sốt này ngon lắm nè. Không ăn cơm, thèm cơm bà con ơi. Từng này mà nếu mà nhịn cơm nữa thì nó xuống dữ lắm. Có cái thèm quá à. Ăn chút chút đi cho nó xuống từ từ. Bởi vì đắng mà ai cũng thích ăn hết bà con. Đắng mà ăn luôn nó ngon làm sao á. Nhiều khi đắng vậy chứ cái giống như người ta nói cái miệng đắng vậy chứ cái lòng nó ngọt, này ăn vô trong nó ngọt ngon. Thỏa mãn. Gì cũng ừ hết. Mình đang giật chỏ ổng không ừ lên tới số. Nói gì cũng ừ. Ổng ừ em bỏ đói không đó. Mà cái này là hủ qua. Có này là ăn dưới dưa cải làm chua là cũng ngon lắm bà con. Rồi em hết cơm em ăn đồ ăn không. Hello con, dùng gì vậy? Cái cục gì quá đi. Không. Hello bà con. Hello bà con. Nè, lỡ nói cho đàng hoàng. Qua đây nè, qua đây nói không? Nè, bên đây. Nè, đúng đầu vô. Hello bà con, khỏe không? Nói gì đó. Hello bà con, phải không? Con là khô rà đây. Nói. I am Kurat. I am Kurat. Kurat. Bà con có khỏe không? Bà con có khỏe không? Quá chạy nữa. Gấp lầu quá, xúc vô ăn cho nó nhanh. Đừng tối khỏi ăn cơm. Chẳng có gì hết, ăn đi. Ngon thì gái ăn đi. Bới cơm đi. Đâu có ngon đâu. Ăn hết luôn. Rồi là ăn hủ qua không nha bà con. Nãy giờ chưa có cắn cái trái ớt kích thích vị giác. Đùa nó vô anh. Đưa em cắn ra. Đó. Cắn trái ớt cho nó ngon bà con. Ớt này nó cũng cay nữa. Cay không? Cay. Nó cũng cay cay cho thế. Ớt này nó cay đã ha. Sao xì ngon quá. Thời tiết thì kỳ chứ. Ở Melbourne năm nay kỳ của bà con ơi. Mưa. Bữa nóng bữa lạnh. Ơ, coi chừng gãy cái ghế con.
Move this. Ờ, để bạn nấu mua qua. Có được rất là kéo gãy. Move this way. Mua sao? Move this way. Rồi, được chưa? Rồi. Rồi. No, it not fit. Được chưa? Rồi, được rồi đó. Cái này ngon. Để anh vô. Úp, khỏi chấm nước mắm. Đúng rồi, chấm nước tương chỉ mặn. Ngon. Ngon xong rồi không ăn rồi. Hết này tôi xúc cho. Sơ bịch cho. Không khó rồi, đổ vô luôn già luôn. Sợ nó mặn anh, đừng có lấy cái sốt nữa. Ăn vô mát. Bổ về ngắn, không bổ về dài, bổ giống cậu đó. Hai, không bổ về ngắn, bổ về dài, ráng ăn đi. Cháu rể giống cậu, cậu có hai, cậu vợ. Cậu hai mình tự nghiệp ăn, không có bỏ đồ. Cái nhiều cậu hai cũng ăn. Bỏ, uống. Bỏ tội, cậu hai nó bỏ tội. À, nãy giờ hai chồng Lan ăn rất là ngon bà con. Sườn heo xào tàu xì với hũ hoa xào rất là ngon bà con, làm ăn thử đi rất ngon. Thôi tới đây Lan xin kết thúc video. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan nha. Thành thật cảm ơn nhiều. Nếu bà con thích nhớ share và đăng ký ủng hộ dùm Lan. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại. Cô gà bye bye. Bye bye. Bye bye.